đang mò phế liệu dưới sông ở Cà Mau, ba thợ lặn mất tích bí ẩn sau tiếng nổ kinh hoàng và hiện trường gây ám ảnh người xem. Đây là khúc cuộc nữa nè nha. Theo thông tin ban đầu, vào 7 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 1, người dân thấy ba nạn nhân là ông NNT, 42 tuổi, TVN, 33 tuổi và NCH, 16 tuổi, đi trên một phương tiện tàu thủy đến khu vực sông Cửa Lớn, đoạn thuộc xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, lặn mò phế liệu. Đến khoảng hơn 9 giờ sáng, người dân khu vực nghe có tiếng nổ lớn làm rúng động nhà cửa tại khúc sông mà ba thợ lặn tìm phế liệu. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân của ba người trên đã tức tốc đi tìm nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ ai nên đã trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy hiện trường của vụ nổ bên bờ sông. Họ nhìn thấy các cây mắm gần đấy bị rụng trụi lá, nhiều bộ phận người vương vãi ở trên cây. Vậy là gân trên xuồng nổ hay là cưa trên xuồng vậy đó? Chắc chưa cưa đâu. Được biết, gia đình ba người mất tích được chính quyền địa phương xác định là hộ nghèo, cận nghèo, chuyên sống bằng nghề mò nhặt phế liệu dưới đáy sông Cửa Lớn. Đây là một con sông rộng, rất sâu, họ phải lặn bằng thiết bị của thợ lặn chuyên nghiệp dưới độ sâu từ 5 đến 7 mét. Hiện nguyên nhân xảy ra sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!